quý vị và các bạn, mọi ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 đề nghị tiếp tục gửi về Ban vận động Quỹ cứu trợ tỉnh Hưng Yên số tài khoản 3761-0900-3820-91049 tại kho bạc nhà nước tỉnh hoặc tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh số tài khoản 1021-196-668 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Phố Hiến hoặc trao trực tiếp tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên vào các giờ hành chính trong tuần. Chiều nay, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí trong Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh. Qua hơn 5 tháng triển khai, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hưng Yên đã diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo dân chủ đúng luật định, tiết kiệm, an toàn phòng chống COVID-19. Ngày bầu cử 23 tháng 5, toàn tỉnh đã có trên 895.000 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 98,03%. Trong đó có 17 trên 161 xã phường thị trấn, 443 trên 1.161 khu vực bầu cử có số cử tri đi bầu đạt 100%. Toàn tỉnh đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội, 53 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, 323 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần và 4.005 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, thiếu 69 đại biểu so với số lượng được bầu. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hưng Yên đã đạt được những kết quả tích cực và thắng lợi trên nhiều phương diện, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội lớn của toàn dân, đồng thời ghi nhận biểu dương các tập thể cá nhân trong Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp, các tổ bầu cử đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp công sức trí tuệ, nỗ lực trong suốt thời gian qua để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp. Đặc biệt là sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của nhân dân trong tỉnh đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Sau hội nghị này, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, địa phương cần triển khai thực hiện nghiêm túc một số công việc sau. Căn cứ quy định và các hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân các cấp để sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân theo luật định. Hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu và cấp giấy xác nhận đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với người trúng cử để thực hiện các bước tiếp theo quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi, tái cử sau bầu cử. Đối với các đại biểu trúng cử, cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương đơn vị ứng cử. Tại hội nghị, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, nhân dân và cán bộ thành phố Hưng Yên và huyện Yên Mỹ. Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Lê Quang Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ. 31 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen.